Tất cả các bạn, kính chào cô chú, anh chị. Hôm nay ngày mới xin chúc được dồi dào sức khỏe, công việc được thuận lợi nha. Thì hôm nay gia chủ có ký gửi mình em một miếng đất vườn, diện tích cũng vừa phải thôi anh chị ha. Với ngang là 11,5 m, chiều sâu là 49 m, nở hậu ra là 12 m nha. Nên tổng diện tích là 620 m². Đất mình hiện tại là đất lâu năm, chưa có thổ cư nha anh chị. Cái hướng đất mình nằm đây là hướng Tây. Chị nào mà hợp phong thủy có tuổi á, đây là cái vị trí khá đẹp cho anh chị và cô chú nha. Vị trí đây là ở ấp Long Bình A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Cái đường này nè anh chị, đường xe ô tô, xe tải luôn chị ha. Đi thẳng đường này khoảng là 2 km nữa sẽ đụng tới chợ, trường học, ủy ban ở Long Hưng anh chị ha. Ở đây thì dân cư ở rất là đông đúc anh chị. Ở đây thì có đèn đường, điện nước, cáp, wifi đầy đủ hết anh chị ha. Ở đây mình xài nước ngọt quanh năm, không có mặn, cũng không có nhiễm phèn luôn. Nên anh chị và cô chú rất yên tâm vấn đề đó ha. Để em quay hướng ngược lại cho anh chị xem ha. Cái hướng ngược lại thì anh chị đi ra hướng quốc lộ 1A anh chị. Quốc lộ 1A ngay chỗ vị trí là huyện cây quả miền Nam á. Ở đó thì chuyên bán cây giống á. Nếu anh chị về miền Tây thường á thì sẽ đi ngang qua quốc lộ đoạn này ha. Và mua cây giống khu này rất là đông, tại vì chỗ này là chuyên bán cây giống luôn chị ha. Đó, đi thẳng khoảng là một cây hai số là tới quốc lộ A anh chị. Ở đó thì cũng có cái chợ đó, mà tới đó mình có cái chỗ con lương anh chị, mình đi qua đường đó là có cái chợ, khi mình chợ dòng dứa anh chị ha, còn gọi là chợ Huệ á. Đó, đó thì cũng bán đầy đủ rau củ quả, chợ, trường học, ủy ban luôn chị ha. Nếu mình đi đường này ra chợ thì gần hơn chị, khoảng là một cây ba số rồi, tại mình qua đường đó là tới anh chị ha. Còn nếu anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh đó anh chị, nếu tính từ bến xe miền Tây ha về tới đất vườn mình cần mua là 61 km nha. Hiện tại thì đất mình là trồng dừa với chuối hả chị, ngoài ra không có cây trái nhiều chị ha. Tại khu vực Long Hưng thì trồng trái cây thì chỉ có vú sữa, dừa là nhiều nhất anh chị ha. Rồi từ vị trí chỗ này là đường xe ô tô, xe tải chị ha. Đó, còn cái hướng chạy đây là đi vô đất mình nè. Đó, đường này xe ô tô chạy được luôn, nhưng mà em chạy từ đoạn này vô tới đất luôn để cho mình quan sát đường xá cho dễ anh chị ha. Rồi để em lấy xe các chị nha. Rồi em xin mời anh chị ha. Cái đường này là đường thông công cộng nha anh chị. Đó, mình chạy từ chỗ vị trí đó mình chạy vô đây khoảng là 100 m ha. Rồi 100 m rồi, để em đậu xe lại các chị ha. Rồi tới đây bắt đầu mình không đi thẳng anh chị, tới đây mình vô cái đường đan là 2 m, đã vô 30 m nữa là tới vị trí đất vườn anh chị ha. Cái đường này là đường đi chung anh chị ha. Cái đường này đường thông nhưng mà vô từ đất mình anh chị là tới đó là hết đường đan rồi, và chuyển qua đường đá xanh này, nhưng mà ở trong thì mấy chủ đất vườn thôi chứ không có nhà bên trong, nên cái đường bên trong nhỏ anh chị ha. Còn nước trước đất mình đây là mới đường đan là 2 m nha anh chị, đường xe máy nha, cách đường của tôi chỉ là 30 m thôi, rất là gần anh chị. Để em đậu xe em đi bộ vô cho anh chị biết cái ranh giới luôn nha. Giá thì chủ ký gửi là 590 triệu anh chị ha. Đây miếng đầu tiên đây thì bên em đã bán rồi anh chị ha, đã chủ đã cọc rồi. Còn có một cái miếng kế bên đó, cái bên là từ vị trí hàng rào trụ bê tông 2,5 m bên ta phải màn hình anh chị đó, chiều sâu là 49 anh chị ha. Đó, gia chủ mới làm vô được khoảng là 10 m thôi, rồi xong rồi không có làm cái lưới nữa chị ha. Còn bên trái á, và sau đuôi đất mình á đã có hàng rào rồi nên mình không có làm nữa chị nha. Thì diện tích này cũng vừa phải cho anh chị, mình ít tiền anh chị, giá mình dân sinh viên ha, thì về đây mình cất cái nhà ở đây rất là yên tĩnh đó chị ha. Mình ra quốc lộ về thành phố Mỹ Tho cũng gần đó. Đây về chỗ mà chợ đêm á, thành phố Mỹ Tho anh chị là khoảng là 8 km thôi chị ha. Có hai đường đi, một anh chị đi đường quốc lộ A, còn cái thứ hai đó là đi đường trong, đường trong thì gần hơn anh chị. Đây qua cái hàng rào bên tay trái nè chị ha, thì ranh giới bên trái nha. Rồi để em quay lại cái mặt tiền 11,5 m một lần nữa cho chị xem nè. Đây đó, không gian thì có 11 m² thì cũng cất nhà rất là rộng rãi chị ha.
đó, cách đường ô tô cái 30 mét đó chị ha, nãy mình chạy vô anh chị. Rồi không để mất thời gian của anh chị và cô chú nữa, em sẽ đi bộ vô đất ha, để mình tham quan đất nha anh chị. Đất mình thì em thấy cũng cao chứ không có thấp anh chị ha. Mình được là hai clip có một cái mương. Cái mương thì cũng nhỏ thôi, không có lớn anh chị. Rồi để quay lên cho anh chị xem chuối nè. Hiện tại là trái rất là nhiều và dừa nữa anh chị ha. Thấy anh chị thấy không? Em quay thấp cho anh chị xem nè. Đất mình hói thấp ha, cũng cao gáo anh chị. Thì chủ sẽ bao giấy tờ hết cho mình luôn chị ha. Đó, giá đó thì 590 thì chủ nó còn bớt giúp đỉnh nữa. Rồi bao giấy tờ từ thuế, tiền công chứng đó, là chủ bao hết cho mình luôn, mình không có tốn tiền chi phí đó anh chị ha. Em nói rất cụ thể chi tiết để cho nhiều lúc anh chị ở xa cũng nắm được cái thông tin ha. Đây cái mương anh chị, nó cận queo à, không có sâu anh chị ha. Rồi để quay lên dừa cho anh chị xem. Dừa thì trồng khoảng là 20 năm mà anh chị ha. Cái trái nè, trái tương đối cũng nhiều anh chị ha. Đây quay cao cho anh chị xem. Đây, không gian rất là yên tĩnh, rất là mát mẻ anh chị. Thì được hai mương phải là một cái anh chị ha, hai mương là mương mà mương nó nhỏ thôi, không có lớn. Ở đây thì chủ không có gắn hệ thống ít quay chị ha, tại trồng dừa cũng dễ chăm sóc á. À, chủ đây là đặt ống ống nước á chị, xong rồi lúc mà tưới á thì mình gắn cái vòi vô chọt ống nước đó, mở lên xong rồi kéo bữa tưa tưới chị ha. Đây chị không, đây là lục bình hơi nhiều anh chị, mình thấy nước không rõ anh chị ha. Em sẽ cố gắng ra cái ranh cuối cùng luôn ha, em chỉ ranh giới cho cô chú anh chị mình nắm nha. Ở phía trước á mình cất nhẹ chị, phía sau mình chị có thể bỏ một số cây nào mình không cần thiết ha, mình nữa để đặt thêm vô một số cây trái như là ưa thích như là vú sữa hay sầu riêng hay là bưởi nha chị ha, mình đặt thêm một số vô. Tại chiều sâu nó 49 mét cũng rất là dài chứ không có ngắn nha anh chị. Mình xây dựng cái nhà dữ lắm là khoảng là 15 đến 20 mét là rộng rồi anh chị. Đây quay cho anh chị, cho anh chị xem ở trên dừa nè, phía sau cũng trái cũng tương đối nhiều nha. Đó, quay kỹ cho anh chị xem rõ ha. Cái video này lúc trước cũng quay rồi chị, nhưng mà giá hơi cao hơi xíu. Giờ thì chủ cũng kẹt tiền do cái đợt làm ăn khó khăn đó chị, thì cũng hạ giá, thì em cũng xin phép quay lại hạ giá theo để cho cô chú anh chị nắm giá chính xác hơn nha. Rồi em đã ra tới ranh cuối cùng của đất anh chị ha. Đây bên tay phải chị có trụ bê tông nè, có con gào chị ha. Đó, đây là ranh giới cuối cùng của đất mình nha anh chị ha. Rồi đến đây tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái miếng đất vườn nằm ở xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ với em xuống thoại màn hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Em xin nhắc là cái giá chủ ký gửi một lần nữa nha là 590 triệu ha. Chủ sẽ bao giấy tờ hết cho mình luôn, mình rất yên tâm vấn đề đó nha. Hiện tại mình đã có thằng gào rồi và đất mình là đất keo năm, chưa có thổ cư nha anh chị ha. Quý khách hàng cũng đừng quên bấm một like ha, một chia sẻ ha, một nút đăng ký dung hình để tương tác của em, để mấy em có động lực quay những video mới tìm đất và nhà giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú nha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.